nên Đức Thầy cho biết là qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu trí. Thì nói như mấy anh em á, là bàn trước tôi không nói mấy anh em người ta bàn đúng sai phải trái gì, tôi không đặt về vấn đề đó. Theo cái sự hiểu biết của tôi là cái điều mà mấy anh em nói Tết này không ăn được là không phải. Tết này không ăn được là không phải. Nhưng mà năm nay ăn Tết thật là nghèo, dân chúng u buồn nổi nặng eo, đi không đi nhanh trong cái thời kỳ này đâu. Nó có nhá thì nhá qua, nhá lỡ thì có nha. Nhưng mà vô cái kết thúc là từ 2035. 2035 đó là năm Thìn, làm là năm con rồng. Rồng, rắn, ngựa dê, chúng sanh thế giới ơi, mẹo đã hết. Rồng ba dơ dẳng khắp hoàn cầu, nghịch lẳng cùng nhau. Lê văn trăm họ sáu sao, rã rời phụ tử, máu đầu tỉnh rơi, sống dậy ở biển đông. À, cho nên tới chừng đó là quý vị mình mới thấy là dùng vũ khí hạt nhân tấu tăng xuyên lục địa không à. Thì mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Nhưng mà ngọn thủy chiều nô nước sụp sôi, bầu trái đất một phen lưu chuyển. Nó rõ ràng như vậy đó. Vậy thì nó đánh hạt nhân vũ khí xuyên lục địa, rồi bắt đầu là nó có thể là cúp không khí là 7 ngày đêm bật lối trời chăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đại Từ Đại Bi Đại Hạnh Đại Nguyện Kim Sơn Phật. Kính thưa cô chú anh chị em, thưa chư đồng đạo xa gần kính mến, kính thưa quý vị. Thì lý do làm sao mà anh em ta nói như vậy? Nhưng mà cái thời cuộc và thiên cơ thì Đức Thầy cũng tỏ bài, việc thiên cơ cũng tỏ hết trơn. Vậy thì khi mà nếu mà chúng ta hiểu được thì năm 1939 tới 2039 là hết cái nhiệm kỳ và cái chu kỳ của Đức Thầy. Bởi vì tiên cảnh sức ly truyền bá kỷ là đúng 100 năm. Vậy thì chữ bá nó là 100 mà chữ kỷ là 5, nghĩa là đúng 100 năm, gọi là tiên cảnh sức ly truyền bá kỷ là 100 năm. Thì năm 1939 tới 2039 hết 100 năm, nhưng mà ngay chăng đó là năm con dê quý vị. Ngay chăng đó là năm con dê. À, cho nên Đức Thầy cho biết là qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu trí. Thì nói như mấy anh em á, là bàn trước tôi không nói mấy anh em người ta bàn đúng sai phải trái gì, tôi không đặt về vấn đề đó. Theo cái sự hiểu biết của tôi là cái điều mà mấy anh em nói Tết này không ăn được là không phải. Tết này không ăn được là không phải. Nhưng mà năm nay ăn Tết thật là nghèo, dân chúng u buồn nổi nặng eo. À, như vậy thì năm nay tại sao ăn Tết nghèo thì quý vị mình thấy rõ ràng đó. Bây giờ nội cái đại dịch Covid-19 trải qua rồi, là người dân còn sống lại chưa hết kinh hoàng, những người chết thì đã, kẻ mắt đã qua rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp nỗi gương. Thì ở đây đó là, nhưng mà người ta đã chết rồi, còn cái người sống lại còn chưa hết bàng hoàng. Hiện bây giờ là ở Nhật Bản là người ta còn phải nhiễm chết, ở Trung Quốc cũng nhiễm chết, ở Thái Lan cũng nhiễm rất là nhiều. Nhưng mà bệnh dịch nó không có dừng lại, không có dừng lại, nó có thể là không có hết, nhưng mà nó dừng lại khoảng thời gian nào rồi nó bùng phát trở lại, dừng khoảng thời gian nó bùng phát trở lại, nhưng mà không phải một đợt. Bởi vì cái này là quý vị mình biết là bệnh chờ, không có một nhà khoa học nào mà có được cái giải pháp mà hóa giải cái loại bệnh dịch hết. Không, ý muốn nói là không có nhà khoa học nào để mà trị được cái bệnh dịch hết. Chứ vậy thì nếu mà trị được, ngừa được, ngừa thì nói ngừa, nhưng mà tại sao đeo khẩu trang? Nếu mà nói chích thuốc ngừa rồi đâu có cần phải đeo khẩu trang, tôi có cho mình, tôi có thuốc rồi, Covid đâu có vô được đâu mà phải đeo khẩu trang. Nhưng mà tại sao chích thuốc ngừa phải đeo khẩu trang? Tất nhiên là muốn nói là không an toàn, chích thuốc ngừa vẫn không an toàn.
À, còn nói về khoa học thì bác sĩ vẫn chết như thường. Quý vị mình thấy đó, nó rõ ràng đó. Thứ thầy nói chiều lại lại đói mơ dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Đây bệnh này bệnh trời. Không thể nào mà chúng ta không có đức độ là không có tồn tại. Không phải là cái chuyện rồi, chuyện qua rồi, nhưng mà đã sắp tới là lầm kha, than khắp chốn. À, tới nó còn nhiều cái diễn biến phức tạp vô cùng, không phải chuyện dễ. Cho nên nó là bệnh này là cho chư tướng xuống gan trần thế. Đức thầy nói sai chư tướng xuống gan trần thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn thánh mạng. Nhưng mà đau đau bệnh bệnh, nhưng mà muốn cho vượt khỏi cái nghiệp này thì phải niệm Phật. À, phiên chúng sanh niệm Phật coi đời, vậy thì làm sao mà niệm Phật để coi đời đây? Thì quý vị mình biết đó, từ rài hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Bây giờ chỉ có tu mới mới kịp à, tu mới được à, chứ không ai nói là tôi có tiền là tôi giàu có, tôi có chức quyền tôi không cần tu, tôi có chức quyền tôi không cần tu, không có ma lực vô thường nào mà dắt tôi được. Thưa quý vị, đó là đôi lúc chúng ta hiểu lầm. Bởi vì dù cho tất bực giàu sang, chữ tu không có như thòn nước vô, lấy giang hùng mà dựng cơ đồ đâu bằng lấy chữ Nam Mô mà xây thành. Giống như ông Tần Thủy Hoàng mà xây cái vạn lý từ Trường Thành đó là trên 4.000 cây số, nhưng mà ông cũng cũng phải chết. Lấy giang hùng mà dựng cơ đồ đâu bằng lấy chữ Nam Mô mà xây thành. Không lo niệm Phật, không lo tu thì ông nào cũng phải chết. Danh cho lắm là quanh quanh liệt liệt Tần Thủy Hoàng vua vua kiệt có còn chi, mà Sở Bá Vương Tào Tháo có cái gì mà tử thần đến cũng co đầu rút cổ, ông nào cũng phải chết thôi à. Cho nên đó là khi mà chúng ta hiểu được cái vô thường, gọi là vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, thân này tuy có chẳng bệnh lâu, mai lo danh lợi chiều, nhắm mắt khá mau niệm Phật kẻ bắt đầu, phiên ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết biết về đâu, ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về cực lạc mới khỏi đọa sông. À, qua rồi rồi mấy cha ông cũng thấy lần lượt đây thì đến cháu con, rủ nhau đi mãi đường mòn đường xanh, nẻo tử vẫn còn tử sanh, từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắc trong vòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hở ơi, đó biết có nơi địa ngục. Như vậy thì cái kỳ này là kỳ xá tội. À, nói trên là xá tội là giàu có trí thức bằng tiện ngu đần gì kiếp này phải tu Nam Mô như là Phật, là phải phải niệm Phật thôi, phải tu thôi, rồi phiên chúng sanh niệm Phật coi đời là vậy. Vậy thì khi mà nói tới cái đại dịch Covid-19 nó chưa hết kinh hoàng, nếu mà người nào không tu á, từ rài hay ốm hay đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm, không tu thì không đem Phật vào trong tâm ấy, thì sau này là lớp đau chết kể thôi vô số. Cái thầy nói nha, trong quyển nhì, lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quá chặt đường chúng phòng trần, nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác, rồi khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt, lập đời trở lại khắp lời thứ biến dị thương hải, dùng phép màu lập lại phượt thượng quân, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho rằng hạ từ nơi lâu lý, lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh, đức minh dương ngự chốn năm thành, đặng phân xử những người bội nghĩa, trung với hiếu ta nên trao trẻ, hiền với lương bổn đạo gạn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh vạn văn vô sự, đời nguyên hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương, đức di đà xem thấy xót thương, sai chư phật xuống miền dư thấy, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì tu kiếp kiếp nghĩa là tu gấp gấp, nếu không quá trễ, trễ với cái số vô thường mình biết chết lúc nào, nhưng mà cái vô thường đại dịch Covid-19 nó phải có trải qua và đe dọa chúng ta nhân sanh trên trên cái hành tinh chúng ta còn nhiều chặng nữa. Vậy thì quý vị mình thấy là đại dịch Covid-19 chưa hết kinh hoàng, rồi bây giờ là khởi đầu chiến tranh, gỡ cái thêm cái thông điệp chiến tranh nữa, mà chiến tranh này chưa có vô cốt gáo, làm sao mà nói tới cái Tết này không ăn Tết được. Đa số là mọi người hiểu theo cái can cái chi mà lúc mà thời kỳ chưa ăn xá đó. Nếu mà bàn theo cái can chi là thời kỳ chưa ăn xá thì mấy anh mấy chú mấy đồng đạo bàn cũng trúng hết trơn, nhưng mà cái thời kỳ ăn xá này phải nhớ là tiên cảnh xuất ly truyền bá kỷ trong vòng 100 năm, mà chưa hết nhiệm kỳ của thầy 100 năm mà bàn thiên cơ tới rồi đâu được. Thiên cơ là có. À, Đức thầy nói cổ ngữ hằng ghi thạm cổ ra, tặng diệt nhân gian trực tiên pha, lão giả hậu quy nhân ông giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la, cũng như trời đà sắp đặt ly kỳ đến ngày trả quả mì biết bao. Vậy thì khi mà nói tới cái thiên cơ
À, như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái này, thì khi chúng ta nói thiên cơ thì nó nằm ở trong cái trạng thái và ngoài. Giống như bây giờ khởi đầu cái chiến tranh, nói chiến tranh này cái màn ba kết thúc chưa, chưa tới cái này, nó chỉ khởi đầu chiến tranh để cho nó là cái dán cái màn bí mật. Đại dịch Covid-19 là gửi cái thông điệp này cũng giống như chuẩn bị dán cái màn bí mật. Gửi cái thông điệp này kỹ như dán cái màn bí mật, gửi cái đại dịch Covid-19 qua, vì thì cái chiến tranh này cũng vừa dán cái màn bí mật để cho tất cả chúng sanh nhân loại thấy được cái điều rồi đây sẽ có chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chưa. Quý vị mình nhớ, nếu mà chiến tranh mà bùng nổ kết thúc màn ba này đó, khói lửa màn ba sông núi máu đó, máu mà chảy thành sông thì xương chắc thành núi đó, máu lửa khói lửa lần ba sông núi máu, hòa bình hạnh phúc chữ nhân ca. Vậy thì khi mà nói tới đây đó thì quý vị mình mới thấy là khi mà nói vậy là tình hình Biển Đông nổi dậy. Tình hình Biển Đông nổi dậy, mà tình hình Biển Đông nổi dậy lúc đó chúng ta mới bàn thấy cái sự việc nó trắng trợn, nó rõ ràng. Thì chúng ta phải biết là cái tình hình ở Biển Đông. Thì bây giờ quý vị mình thấy đó là 20 mấy nước nó vô vịnh Cam Ranh, nó đậu tàu chiến, máy bay chiến à. Nhưng mà nó dàn chặn vậy đó, nó không phải là thường. Nhưng mà nó có thể bất cứ nó bùng phát lúc nào. Nhưng mà nó nếu mà nó đi gấp lắm á, nhanh lắm á, là tới 2035. Chứ đâu đi, không đi nhanh trong cái thời kỳ này đâu. Nó có nhá thì nhá qua, nhá lỡ thì có nha. Nhưng mà vô cái kết thúc là từ 2035. 2035 đó là năm Thìn, làm là năm con rồng. Cái thầy nói là còn tới 2039 thì mới từ con rồng này tới con dê thì là hết 100 năm, là tất nhiên là năm rồng gắn ngựa dê. Chúng sanh thế giới mẹo đã hết, gầm ba dơ dẳng khắp hoàn cầu nghịch lẳng cùng nhau. Lê văn trăm họ sáu sào, gã rờ phụ tử máu đầu tương rơi. Vậy thì quý vị mình biết đó, mèo lui gồng tới ba dơ dẳng, thế giới chiến tranh nổ khắp cùng. Nếu mà chúng ta bàn vấn đề thiên cơ thì không dựa vào chân lý của thầy mà muốn nói theo cái ý bụng của mình đó, là mình hơn Phật rồi. Thì thôi bây giờ thì anh em muốn xử lý, muốn nói là giống như anh em thường nói dùng cái từ cái năm vừa qua rồi với năm nay, năm tới này, dùng cái từ là năm dằn nhiều nỗi bơ dơ nước, bước qua năm mẹo như tơ gối cuộn, năm mèo thắng mẹo chưa buồn, năm mèo thắng hở lị tuôn dầm về, vậy mà chưa thấy ủ ê trung ương gồng lộn e hề thấy phơ. Thì khi mà Biển Đông sống dậy rồi, quý vị thấy khi mà cái người Trung Quốc đặt cái giàn khoan 981 tới, và Việt Nam mình là lẽ ra có cơ hội là đánh Trung Quốc đó. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta là nghe lời Đức Thầy Tiên Tri, Đức Thầy không có cho đánh à. Chú lùng nhục bổn hồng hào, chẳng thương sanh mạng, văn tào giải ngô bở chưng hung bạo chẳng tu, cho nên gây sự lưu bù chiến tranh bất kỳ, Trung Quốc giáp ganh sẽ không theo nói tu hành hiền lương. Cá không ăn muối, cá ươm chẳng nghe lời dạ, chanh bường trong gai, hát tuồng Trung Quốc quá dai ta liền hát. Ta liền bộ bản. Hát tuồng Trung Quốc quá dai ta liền đổi bản hát bài tạ tinh. Cả kêu lớn nhỏ để huynh từ nay đây giảng nại chống kình làm chi. Nghĩa là cũng nghe lời Đức Thầy cho nên không có chống kình. Lúc này đó là mình án binh bất động, tới mà rút cái giàn khoan 981 mình tưởng yên, mà cái người Trung Quốc bắt đầu qua chiếm cái Hoàng Sa mình, qua chiếm cái Hoàng Sa của đất nước Việt Nam chúng ta làm cái căn cứ của sân bay. Nhưng mà đất nước Việt Nam mình là coi như là cũng vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng mà vẫn bắt tay với Mỹ là đại cường quốc, cho nên là muốn nói lại là mét là với Mỹ đàn anh á, là nói chung là Trung Quốc ăn hiếp mình vậy. Thì bây giờ quý vị mình thấy đó là tình hình Biển Đông đó, là tàu chiến máy bay chiến của Mỹ, là của Nhật, của các nước là ủng hộ Việt Nam mình chuẩn bị ở đó. Nhưng mà tình hình mà nó nổi dậy đó, kết thúc lần ba sông núi máu thì là ở tại Biển Đông. Thay phải bèo lấp cả Biển Đông đó, thì quý vị mình thấy nó rõ ràng cái Biển Đông sống dậy, mà không phải là quý vị mình thấy bình thường. Đức Thầy nói lao sao bể bắt non tằng, lao sao là lộn xộn, bể là biển. Như vậy thì quân phiên tham báo xa gần cũng qua, rồi tranh phân cho rõ tài ba, mới cùng nhau giành dược, mới là thay phơ no chiều lại đốm ơi, nhưng chẳng xếp dướng bệnh trời từ đây. Vậy thì nói tới cái màn đó đó,
là quý vị mình thấy đó là khi mà khởi đầu chiến tranh hay là kết thúc chiến tranh, thì quý vị mình thấy đó là sóng dậy ở Biển Đông. Cho nên tới chừng đó là quý vị mình mới thấy là dùng vũ khí hạt nhân tối tăng xuyên lục địa không à. Cho nên là lúc này đó là quý vị mình mới thấy là lao sao là lộn xộn, bởi là biển nó là bắt đầu nổi dậy. Lúc đó mình mới bàn tới kết thúc, bàn tới dần đi tới cái chỗ kết thúc. Như vậy thì mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi, nhưng mà ngọn thủy chiều nô nước sụp sôi, bầu trái đất một phen lưu chuyển. Nó rõ ràng như vậy đó. Vậy thì nó đánh hạt nhân vũ khí xuyên lục địa, rồi bắt đầu là nó có thể là cúp không khí là 7 ngày đêm bật lối trời chăng. Cúp không khí luôn, quýnh cúp không khí, ý trời sao ói biến bay, cá kia biến loại tại ai xe ngừng, súng đâu ngưng nổ giữa chừng mà chưa băng, thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Lời xưa người cổ còn ghi, những chuyện lạ kỳ này có hay chưa? Đối với vị mình có chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa đâu. Nào là động đất, sụp đất, mưa bão, sóng thần, lũ lụt, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh giặc giả, kéo vô tình, đói đau chết chóc, thì cái này nó có hết rồi quý vị thấy đó. Nó đe dọa hết rồi, nó có thông điệp hết rồi. Thì quý vị mình thấy là cái đó là những cái khổ đau mà chúng ta không biết thức tỉnh hoài đầu ngay trong cái thời kỳ này, mà không biết hoài đầu. Hoài đầu nghe tiếng Trung Ngân trở về nên cũ tôi gần Phật Tiên, thấy sanh chúng có ghiền cảnh đồng. Bây giờ không hoài đầu được thì quý vị mình không có trách Phật Tiên không chỉ bảo. Như vậy thì ở đây đó là chúng ta ngay trong cái thời kỳ này, giai đoạn này, cái công đoạn này, hết mưa bão chỗ này, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhưng sanh trong lúc đầm địa thiên tai, nạn trời khóc đông tây, gieo rắc thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh này kia nghe, chỗ nọ khởi hành nội binh rồi giặc chạy lăn xăng. Ông ba nói tới đó là lăn xăng giặc chạy tầm bậy, đánh nhau tầm bậy, nước nào ở đâu đánh đó, dặn nghèo thấy có thấy ngó dặn nghèo, người thác bá bèo người thác ở đâu tan nát đâu. Cứ thầy khẳng định là đến chừng đó bốn phương có giặc, chứ không phải đơn giản như vậy đâu mà nó kết thúc. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ Maha Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa, cũng như can qua bên lửa sát sanh linh. Nhưng Phật chờ quay sắc gặp địch, chỉ tội cho xong lội ác bạo, công đồng thưởng phạt hết giao dịch. Chỉ thì khi mà chúng ta, cái người nào mà trong cái công đoạn này, vai đoạn này, mà chúng ta thấy được cái nó rõ ràng như vậy, thì chúng ta nên hoài đầu đi là vừa, tranh thủ hoài đầu là vừa. Chứ còn mà chúng ta còn hẹn, muốn tu còn hẹn, hẹn chiều mai phi người vàng sớm xài lâu hơn. Còn từ từ, hở từ từ, đến chừng bị tử còn đâu từ từ. Thân người sắc trên đeo búa chờ nhật nguyệt đập đè, ngày đêm qua một lúc rồi chết thêm một lúc, cứ đi làng đi cho đến cắt hơi, đâu ngày nào được nghỉ ngơi nếu mình hẹn mốt hẹn mơ lầm. Cho nên đó, quý vị mình biết là cái số vô thường nó đe dọa chúng ta bất cứ lúc nào. Chẳng những đại dịch Covid-19 rồi là đột quỵ nè, rồi tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, cái đó là chưa mấy ông chồng chưa tới thiên cơ là mấy ông là tiêu mạng rồi. Cho nên đó là bây giờ phải tu, phải niệm Phật, phải ăn chay cúng lại làm lành, thì bắt đầu mấy được thiên đình ăn xá cho bớt tội căn, đặng kiếp đến là qua chợ Phật. Thì mong rằng là toàn cả những người trên hành tinh chúng ta là phải có một cái sự thức tỉnh hoài đầu, để rồi chúng ta trở lại với cha cùng Chúa. Nếu mà chẳng lo, cũng như lá úa vàng nó rụng người ơi. Cho nên đó là quý vị mình biết là ngàn năm mới có một thời, đến chừng hiệp mặt Phật trời định Phật. Cho nên quý vị mình đó là ai mà muốn dựa lại là bệ ngọc cát lăng thì phải sao? Phải gán lập thân nuôi trí. Thì quý vị mình biết đó là trên cái vai đoạn này thì chúng ta không thể nào mà chần chờ được nữa quý vị ạ. Chần chờ được nữa. Nếu để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Hung đầu với ngộ lũ dọc ngang, đến sao gơ máu khắp tràn mở tu cho kịp chiều ơi cho thật. Nội mà hạt nhân xuyên lục địa nó để cái giống như sấm sét vậy đó. Nó bắn hạt nhân xuyên lục địa, cái trái thứ hai là nó làm động ông Năm Chèo. Cái chứ thứ nhất đó là quý vị biết là tà ma yêu quái chặt được. Thì bắt đầu là mở cửa. Mở cửa, cái trái thứ nhất là mở cửa đó. Mở cửa là ma giới đó. Thì quý vị mình thấy đó là nó không phải dừng một chỗ đâu quý vị ơi. Chúng ta bây giờ chúng ta biết ăn chay niệm Phật mới kịp.
khi mà không niệm Phật thì tất nhiên là cái tai họa tới chúng ta không bao giờ ai mà che chở cho mình được hết, chỉ có cái phước báo của cái câu Phật hiệu, phước báo của tịnh độ để che chở chúng ta, để đẩy lùi cái nghiệp của chúng ta, mỗi người chúng ta để vượt qua bằng pháp môn tịnh độ, có chiếc thiền tịnh độ để đưa rước chúng ta vượt hết cái sông mê biển khổ trong cái chướng nghiệp chiều đời. Cho nên linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường rồi xuống xuống lên lên rồi luân hồi chuyển kiếp. Thì khi mà chúng ta hiểu được vấn đề này thì chúng ta cố gắng tranh thủ và mau lẹ. Nếu mà chúng ta có đức tin rõ ràng, chúng ta thông minh thì chúng ta phải nhận định cái thời kỳ này thời kỳ rốt ráo, nó quá rõ ràng à, không còn gì chứ. Quý vị mình thấy là mưa bão rồi lũ lụt đủ thứ, mà bây giờ băng tiết rơi cũng phải chết người. Hồi xưa băng tiết rơi nó lạnh, lạnh người ta sưởi ấm, nhưng mà bây giờ băng tiết rơi giảm chết người. Rồi bây giờ là quý vị mình thấy là nước mưa là nước cũng phải giảm chết người đó. Cho nên nó là nhiều cái vùng ở nước ngoài nó gặp thiên tai rồi, rồi địa chấn rồi, quý vị mình thấy nó rõ ràng nè, đâu có còn sợ che giấu nữa. Bây giờ Phật học nói mình cũng tu, mà Phật học không nói, chúng ta phải sáng suốt để cứu mình bất khổ, đừng u mê mà tông tổ lây sầu. Mê đời cặn bã hôi tanh hại mình thì có cứu mình không hả? Nếu mà chúng ta là ở trong cái ác thứ 10 đoạn chót mê si đó, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chân, lo quyển thân giặt chắc kém hơn, chẳng cần biết tinh thần đạo đức. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy được cái màn đời sắp hạ bằng ni rõ ràng, mà tuồng đời sắp hạ mà ngao du hoài đó, cho nên đó là quý vị mình biết đó, người ta lo ăn lo chơi lo đi chơi, nhưng mà không biết cái thời kỳ nó đã thúc. Cho nên cái người tu á, thì trong cái thời kỳ này người ta đã có tu rồi thì ta ôn bài để ta lo tu, ta làm ta giữ chánh niệm chánh định nhiều hơn, người ta niệm Phật nhiều hơn, người ta hành đạo nhiều hơn. Còn cái người chưa tu thì phải bây giờ tranh tủ, phải bước vô trong cái giai đoạn này, phải bước vào gái cùng cha già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đã pháp. Thì trong cái thời kỳ này có mong là thiên đình ăn xá bớt tội căn đặng kiếp đến ra quay trở lại. Thì mong rằng trong cái giai đoạn này và cái thời kỳ này thì tôi chỉ chấn chỉnh bao nhiêu lời, tôi không nói là những anh em bàn thiên cơ, không có nói anh em bàn đúng sai phải trái. Nhưng mà ở đây tôi hiểu theo cái ý của mình là quý vị mình biết đó, tình hình Biển Đông sống dậy, tình hình Biển Đông nó khởi chiến tranh, thì quý vị biết cái giai đoạn đó là cái giai đoạn kết thúc. Mà theo tôi biết đó, là nếu mà theo giáo lý của thầy đó, là tình hình là từ nó muộn gì hoặc là nó sớm gì đó, là nếu mà nó muộn cũng cỡ tầm 2035, mà nó sớm gì đó cũng nằm tầm 2035. Chứ còn giờ bây giờ năm nay tự nhiên mấy anh em khác người ta có cái ý, người ta bàn năm nay ăn Tết không được, không kịp rồi này kia nào, tới năm mèo này nó nguy hiểm cho chúng sanh nhân loại. Đúng rồi, năm mèo là quý vị mình cũng biết, mà năm dần quý vị mình cũng biết nó rõ ràng đó. Như vậy thì những cái năm này là cái năm đang kêu gọi chúng sanh, đang kêu gọi giống như là quý vị mình thấy nè, mấy anh em bàn cái mốc này nó cũng trúng nữa, nhưng mà mấy anh em giật mình, mấy anh em không dám bàn nữa. Bây giờ năm 1919 thì lấy cái mốc là 2019 là 100 năm, thì bắt đầu cái mốc đó người ta cũng bàn mốc đó cũng hay đó, nhưng mà không phải là trong cái cục diện nó không bao gồm hết được. Nhưng mà tới 2019 là đại dịch Covid-19, thấy rõ ràng không? Nó diễn biến vậy mà mấy anh em bà rồi, mà anh em không có lượt lại cái chỗ này. Mấy em có bàn là năm 1919 là Đức Thầy ra đời 25 tháng 11. Thì khi mà anh em bàn tới 2019, nhưng mà ở đây đó là quý vị mình biết đó, là người ta nghĩ là không có, nhưng mà giai đoạn đó là có cái thông điệp đại dịch Covid-19 trong năm 2019 thì đại dịch Covid-19, nhưng mà mấy anh em chỉ bàn vậy thôi chứ nó không có cụ thể quá. Nhưng mà chúng ta
bàn sao để cho bà con ta ăn chay niệm Phật, để cho thấy cái thời kỳ này tới đây nó diễn biến phức tạp, nó nhiều cái mà xảy ra cho chúng sanh nhân loại trên cái hành tinh chúng ta. Chứ bây giờ chúng ta nói thiên cơ hoài mà không có hướng dẫn làm sao mà chúng ta dạy cho người ta cần phải niệm Phật như thế nào. À, lẽ ra là nói tới cái vấn đề niệm Phật á, để vượt khỏi cái khổ gọi là cứu khổ Nam Mô vô lượng phước. Ai muốn cứu khổ cho mình phải niệm chữ Nam Mô, còn niệm chữ Nam Mô gọi là vô lượng phước. Diệt nàng là diệt những cái tai nạn, tu trị là trị hành trị nếu, ráng trị tâm tưởng niệm chánh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Diệt biến chuyển thiên cơ gấp gấp phiên chúng sanh hạ ráng tu hành, cầu lên được hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nửa bước, phải tưởng Phật đừng làm bạo ngược. Tức thầy nói ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào sắc trần nước mắt chiếu trang, khắp lê thứ nghe lời thiệt, chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt, cho nên văn dạy chẳng nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mơ chẳng nói dòng dài khó hiểu. Chết chóc sát bên là nói dòng dài gì nữa. À, giờ nói là tu không tu rồi xong. À, tu cho qua cửa Diêm Phù khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Diêm Phù chân chúa trọng người tu hành Phật, ác không chốn cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức hở bớ dân trạng gắn tu. Đức Diêm chúa yêu người hèn thảo trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được thêm thoát khỏi tha bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Thì thôi bây giờ tôi chỉ tâm sự quý vị mình, nếu mà quý vị mình có được cái đủ cái niềm tin đức tin, quý vị hoài đầu quý vị mình lo tu, bị gì tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình mà còn vớt mẹ cha thì to một chiếc sóng ga tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Trời một mặt mà sáng đầy thiên hạ, cầu một cây mà đưa cả muôn loài. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong, cũng như con tu để cứu an cha mẹ, mà cha mẹ thành nhiều trẻ qua chuông, chồng thành vợ cũng thành luôn, vợ thành chồng được qua chuông thảm sầu. Có những cái chuyện xảy ra nó có một cái nó khế cơ và khế lý, cho nên có những chuyện cũng phải cần san sẻ với chư đồng đạo xa gần để hầu biết được cái vô thường nó mau lẹ như thế nào, để chúng ta tranh thủ chúng ta tu để cho nó kịp một cái khoảng thời gian nhất định. Thì kính thưa quý vị, thì khi mà chúng ta chỉ nghe đạo lý mà không nghe thiên cơ thì nó chưa có phù hợp với giáo lý của thầy, mà nói thiên cơ mà không có đạo lý thì nó cũng không có phù hợp. Hai cái phần đó nó không phù hợp. Nếu mà đạo lý thì nói thiên cơ, đạo lý để cho cái sự tu tập giải thoát, mà thiên cơ nói đến cái vô thường cấp tốc mau lẹ, gọi là vô thường mau lẹ, sớm hồi đầu thân này thì có chẳng bền lâu, rồi mai lo danh lợi chiều nhắm mắt khá mau niệm Phật kẻ bạc đầu. Phiên ai tinh tấn tầm giải thoát, mà không tu khi chết biết về đâu, ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về cực lạc mới khỏi đọa sâu. Cũng như qua rồi mấy cha ông cũng thấy lần được đây rồi đến cháu con, rủ nhau đi mãi đường mòn, đường xanh nẻo tử giảng còn tử xanh. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắt trong vòng sanh tử luân hồi, xuống Diêm Đình thấy tội hở oi, đó biết có nơi địa ngục. Kỳ này là cái kỳ xả tội. À, nói qua cái vai đoạn mà thưa quý vị, khi mà nói tới đạo Phật đạo Thánh ra đời, đạo Tiên ra đời, khi mà đạo Phật Thánh Tiên ra đời thì chúng sanh không tu, cho nên Đức Ngọc Hoàng Đại Đế mới đưa bộ sổ cho Nam Tào Bắc Đẩu vũ sổ chúng sanh. Nếu ai biết điều này phải nói điều này, không biết thôi, chứ bằng thiên cơ nó không đúng. Ở đây Phật giáo ra đời, Thánh giáo ra đời, Tiên giáo ra đời, nhưng mà không có tu, cho nên đó là Đức Ngọc Hoàng Đại Đế mới đưa bộ sổ cho Nam Tào Bắc Đẩu vũ sổ chúng sanh. Bên Tam Kỳ Phổ Độ Nam Cực Vô Tiên có xuống bút ký bên Tam Kỳ Phổ Độ á, là cái ngày tiêu diệt từ năm Bến Tý năm 1936, lập đời mới trong vòng 2000 năm. Ông Ba Nguyễn Thế cho biết là trong vòng 2000 năm sử biến thất sơn, biến thiên biến địa, biến nhân thay đời. Vậy thì nếu mà không có thời kỳ ăn xá là trong vòng 2000 năm lập đời mới trở lại trong vòng 2000 năm. Thì hôm nay là được cái thời kỳ ăn xá. Thì quý vị biết là từ năm 1939 thì Đức Thầy ra đời mở đạo. Ngài cho biết trong cái bài sứ mạng là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. À, lúc ấy giờ Đức Thầy mới ra đời. Ta đây thì không thể đem phép huệ linh
mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc cho loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ sanh trong dòng đất Việt Nam này đã trải qua bao kiếp lăn lộn địa cầu mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước dùa dân mãi điều sanh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dù sống cũng là dân quan đất Việt, dù thác cũng là quỷ thần đất Việt chưa bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn được minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ơn Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm gì nổi cảnh quốc hóa gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ, dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh trong vạn khổ. Những lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mây đồ, nào quảng thăng giúp thế cứu dân, dông thăng dị quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả độc bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì thể lòng từ ái chứa trang, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương đà chỉ rõ, mái dị quyền chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xuân vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn đặng giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tào đà xác định khắp chúng sanh trên thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này say mê giặc dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Lực trời đà chỉ tội xét, kẻ thiện căn thì ít, người thì tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ga công khổ khổ, sau chỉ gõ cơ quyền, phiên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn kiếp đến long qua chợ Phật. Trước biết gõ lực trời hưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thế bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo tranh du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương theo phái gói. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tới nhân dân. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ tế. Cho nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan, thảm thiết lê dân lầm than thống thiết. Lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực thuyết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tính tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Giảng biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại chiết đi tiết chi thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho sắc phàm bớt nổi cực hình. Cho nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy ra đời nói lên cái sứ mạng để lâm phàm hạ thế. Rồi cái thời gian này là cái thời gian ăn xá à, vì vậy thì thời mạt pháp là thời kỳ ăn xá. Lực tu hành chẳng khó như xưa, tại giao niệm Phật sớm trưa cũng có Phật đón đưa rước về à, cho nên Ngài đưa một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để rồi cho mọi mọi chúng sanh điều giác ngộ tu hành làm lành đánh dữ. Thì đến đây cũng xin dứt lời và tạm ngừng tiếng, chúc cho tất cả quý vị mình thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên dung, bồ đề tâm kiên cố để tu hành gặp Đức Phật Đức Thầy long qua đại hội già néo luân hồi, không tiếp nối chuyển say về cực lạc. Đáp ơn thầy thảo nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật.